Dù ở độ tuổi ngoài 30, thế nhưng cô gái này chỉ cao chưa quá 1m1. Không riêng gì chị, ba người em của chị cũng sở hữu hình dáng nhỏ bé như thế. Nhiều người vẫn gọi vui đây là gia đình nhiều người tí hon nhất miền Tây. Với thân hình thấp bé, phần nào các thành viên gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, việc đến trường cũng gặp nhiều gian dở. Dù vậy, các thành viên trong gia đình tí hon vẫn lạc quan vui sống và nghị lực vươn lên từ chính sức lao động của mình. Và đây cũng là câu chuyện thú vị mà chuyên mục Miền Tây Kỳ Thú muốn gửi đến tất cả quý vị ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Nhà có 5 người thì có đến 4 người có chiều cao chưa đến 1m1. Thoạt nhìn tầm như đứa bé lên 6 lên 7. Dù sở hữu thân hình tí hon cùng chiều cao khiêm tốn, nhưng gia đình này vẫn luôn lạc quan vui sống cùng nghị lực vươn lên. Đến xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp hỏi thăm về gia đình tí hon, ai cũng biết. Hơn chục năm qua, đây là địa chỉ quen thuộc của những nhà hảo tâm và cả những người hiếu kỳ. Bởi chẳng ai tin trên đời này lại có người bé xíu đến vậy. Căn nhà chỉ rộng vài chục mét vuông, nhưng là nơi sinh sống của bà Nhạn cùng 4 đứa con và 2 đứa cháu ngoại. Hơn quá nữa sở hữu thân hình tí hon cùng chiều cao khiêm tốn chưa đến 1m1. Đây bị tới 4 người lùng đặng. 5 đứa con mà 2 đứa thì đứa đầu lòng thì cao, đứa út cao mà chân cái giữa thì lùng không. Chúng như thường thường người ta cao, nữ người ta cao 1m5 đổ lên. Còn nó này là nam nó cũng chừng 1m1 à. Rồi nữ nó cũng chừng 1m1 à. Đó. Thành thử ra mình gọi là cái di truyền cũng không phải là di truyền. Bị gì á là anh ruột, mấy người anh ruột của ông già lại người nào nấy cao nhồng hết á. Ngày sinh đứa con gái đầu lòng, gia đình ai cũng hạnh phúc khi con dần lớn khôn. Sau đó vợ chồng bà lần lượt hạ sinh 3 người con. Tất cả đều chào đời, sở hữu cân nặng hơn 3kg như bao đứa trẻ khác. Đến ngày thôi nôi, bà ngỡ ngàng nhận ra con mãi chỉ là đứa trẻ lên 3. Sở hữu thân hình thấp bé nên việc đi lại của các con cũng không như những đứa trẻ khác, đều cần sự giúp đỡ của người thân. Chuyện học không quá lớp 9 cũng dang dở. Nhà lại thuộc diện cận nghèo, chẳng có ruộng đất. Từ khi chồng mất, bà Nhạn đành làm thuê làm mướn để nuôi nấng con trưởng thành. Con nhỏ thứ hai cao rồi tới nhỏ thứ ba thì sanh ra cũng như là mình bình thường như nít người ta vậy đó, cũng 3kg mấy. Tới chừng nó lớn lớn rồi, tới chừng nó biết đi sao thấy cái chiều cao nó gì không có vượt lên cao được nữa. Mấy đứa lùn vậy thì săn sóc nó hơi cực khổ hơn là con nhỏ thứ hai. Con nhỏ này thì tới 6, con nhỏ thứ ba tới 6 tuổi mới biết đi. Còn thằng thứ tư tới 10 tuổi. Ba người sống rồi làm nấu cơm, uống nước, giặt đồ, đạt. Rồi từ lúc ba mất giờ rồi có công ty ghế rồi nó lãnh về làm. Thu nhập chính của gia đình trông cậy vào quầy tạp hóa nhỏ do Mạnh Thường Quân hỗ trợ vốn và công việc đan ghế nhựa. Một ngày thu vào chưa quá 100.000 đồng. Do sắc dốc nhỏ nhắn, sức khỏe kém, người con thứ ba và thứ tư chỉ phụ hộ chút ít, phần lớn đều trông hết vào sức bà Nhạn. Riêng người con thứ năm là anh Lượng và vợ hàng ngày bán vé số mưu sinh. Hiền bẩm, anh chị sở hữu năng khiếu đặc biệt, nhiều năm liền nằm trong đội tuyển thi đấu thể thao người khuyết tật toàn quốc. Những tấm huy chương là niềm tự hào không gì diễn tả bằng lời mà người mẹ này luôn trân trọng và cất giữ. Trước mỗi giải đấu, hai vợ chồng anh chị phải lên tận thành phố Hồ Chí Minh để tập luyện. Nỗi nhớ con càng thêm khôn xiết, bà chỉ có thể gọi điện thoại hỏi han và quan tâm. Thì có nghe hồi đó ổng cũng không có lùn tới đánh đổi. Ổng cũng mặc đồ đồ y bình thường như mình vậy đó. Rồi sao đẻ ra thì giống lùn không mình cũng không biết được nữa. Thì mình cũng gắng mà khi để nó, khi mình có thấy ông thấy bà con cũng còn được. Đó chứ giờ mình cũng gắng bằng chứ không biết giờ làm sao. Mang trong mình hình hài như đứa trẻ 6-7 tuổi, gia đình ấy đã phải chịu lời bàn ra tán vào của người đời. Dẫu vậy, gia đình tí hon vẫn lạc quan, sống vui vẻ và không bon chen. Hàng ngày, bằng chính sức lao động của mình, các thành viên vẫn miệt mài với công việc.